Chào các bạn nha. À, bữa nay mình sẽ thêm một món chay, đó là tàu hũ kho sả. Kho sả rớt. Dạ. Cái nào kho sả cũng thơm lắm các bạn. Thì mình đang mặn thì cũng thật là món chay tàu hũ. Dạ. Kho sả ớt ha. Cái này là mẹ mua về rồi mẹ sắc ra mẹ chiên ha. Ừ, người ta làm sẵn á, mẹ không biết làm. Dạ. Rồi mình sắc ra mình chiên là mình bắt sả lên, mình cái tỏi, sả, ớt, cà ri. À, mình kho sả ớt. Vô đây một chảo này nhiều tiền không ạ? Rẻ lắm không? Nhiều. Có 16 ngàn đồng. 16 ngàn là một chảo này hả? Nhiều đây. Nhiều quá ha. Ờ, rẻ. Rẻ quá chừng. Ừ. Mình không có mần gì cầu kỳ thì tàu hũ kho thì nó rẻ lắm, nấm mắc luôn. Ờ, à, nếu mà kho với nấm thì mắc. Nấm mấy bữa ngày rằm á con biết là 140 ngàn một ký nấm rương. Ừ, bình thường thì có khoảng 100-101 ha, rồi tới mà nó lên giá dữ ha. Thì khi rẻ thì 70. Ờ, xuống 70 luôn. Được rồi các bạn. Ừ. Còn mấy ngày rằm là lên nó 140 ngàn, mua nửa ký là 70 ngàn. Ừ. Mà nấm mình khô á hả, còn ít sạch rồi nó héo. Đây rồi ha. Nó héo là còn ít sạch rồi, còn tàu hũ không có héo. Cái này mẹ chiên chỉ để giòn áo thôi chứ. À, chiên cho nó giòn lại. Chứ bình thường là chín ăn được phải không mẹ? Được. Nhưng mà hạt dưới có hai mặt nó vàng, còn ở trong thì nó trong nó chưa mềm. Có vàng, nó còn mềm lắm. Dạ. Mình chiên lại vậy là vòng vòng cái da của nó vàng hết, giòn hết. Dạ. Này mình ăn nó không có bị mềm, nó dai dai ngon. À, cách làm này là bây giờ mình sắc ra, mình chiên. Rồi. Bây giờ xong rồi đó mẹ xớt nó ra, mẹ bỏ dầu bớt. Dạ. Dầu ra. Ừ. Dạ, trúc ra mà. À, chắc là vậy là được rồi. Mình vớt nó ra. Dạ. Con thấy không? Nó giòn nè. Rồi, giòn rụm rồi nè. Ừ. Vì nó mới ngon. Còn mình mua về mình sắc hàng kho nó mềm lắm. Dạ. Ừ. Nó ngon. Mẹ lấy cái chén, lấy cho mẹ chén rồi xếp dầu ra. Dạ. Chén rồi mẹ. Thôi mẹ lấy cái chảo khác xem. Rồi mẹ lấy chảo khác ha. À, chuẩn bị ít tỏi ớt ha. Tỏi ớt. Xào tỏi ớt mà con. Dạ. Phải có tỏi ớt nhiều. Nó mới thơm. Xả tỏi ớt. Rồi vậy được rồi. Dạ. À, cho vô chén ớt luôn. Này phải xả càng nhiều càng ngon ha. Là sắc phanh vậy hả mẹ, chứ đâu có làm nhuyễn thôi mẹ. À, sao mẹ không thích nhuyễn, nhuyễn nó không có... Không có gì để gấp phải không? Nếu nó nhuyễn nhừ. Nếu mà các bạn thích ăn nhuyễn thì mình sắc nhuyễn ha. Còn mình á, ở nhà thì thích ăn phanh vậy nè, ăn gấp cho nó dễ. Có cái đang nhai. Với nó không có nhuyễn mết chỉ với chảo. Mẹ không thích mết với chảo. Dạ. Được phải sao? Dạ, cái này mình kho là mặn mặn ha. Có ngọt không ạ? Có bỏ miếng đường. Tí đường dần ha. Rồi. Rồi mẹ xào nha. Giờ mẹ chuẩn bị một cái chảo mới nè, mình xào thôi. Ủa cái này là kho chứ hả? Ừ, kho xào gì cũng được hết. Cũng giống giống nhau. Kho xào ớt hay hoặc xào xào ớt tại vì nó mặn hơn cái xào. Dạ. À, mình cháy với tại xào. Nó có nước không ạ? Nó ít nước thôi. Nó vừa cảm nhận thôi chứ không có nước nhiều. Không cần nước, nước nó cũng ngon đâu. À, có nước không ngon hả? Để cho chảo này mẹ bỏ dầu. Giờ mẹ chuẩn bị chiên ha. Các bạn đang xem video trên kênh Nam Việt nha. Ừ, nếu mà các bạn chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh nha. Để xem những video mới nhất về món ăn và cuộc sống miền Nam. Xả vô nha. Dạ. Ý, tỏi chứ, mẹ nói lộn. Tỏi. Xào xả mẹ nó lộn. Rồi, nó xả vô liền. Rồi, đây, xả đây. Thơm rồi, thơm rồi. Nguyên chén này vô cháy trước không ạ? Đúng rồi, thơm tỏi nha. Ủa, mình cho cháy cà ri không ạ? Có. À. Rồi, xả vô. Ừ, khi mà cháy tỏi cái nó thơm, nó xả luôn. Cho thơm luôn. Đây cũng là một món giảm cân các bạn ha. Này là không có mỡ. Cái này kêu vào ăn mặn chay cũng dùng được. Mặn chay, chay mặn dùng được ha. Chay mặn cũng dùng được. Giống như tao ăn cháo nước tương. Cà ri. Dạ, chuẩn bị cà ri. Thơm xả vô cà ri nha. Dạ. Thơm tỏi thì ở xả.
không bỏ ớt cay chết, sặc chết. Khi xào mẹ nói không có bỏ ớt các bạn, nó lên mùi nồng lắm. Sặc liền luôn á. Thơm hả? Một miếng cà ri cho nó thơm cà ri. Miếng cà ri. Thơm cà ri mới cho tẩu vô. Đơn giản vậy thôi hả mẹ? Và gia vị là xong phải không? Đúng rồi. Món ăn chay thì con thấy có nhiều món rất là cầu kỳ. Món này thì cực kỳ đơn giản luôn. Dễ làm lắm mà ngon chứ. Cái kia cho vô sau để sạch chết. Ở nhà mình chỉ cần chuẩn bị ít xả với tàu hũ là có một món ngon rồi các bạn. Thơm rồi không? Mẹ cho vô một miếng nước để mẹ gia vị cho nó mới thấm. Đợt trước thấy mẹ làm mấy món thập cẩm thì quá chừng chuẩn bị luôn. Đúng rồi, tùy theo món. Nấm cũng nhiều loại đúng nữa. Còn món này thì lại có cho hai. Cho vô một miếng nước để mình gia vị nó mới thấm. Rồi cho nước mới thấm được chỗ này. Nhìn đẹp quá hả mẹ? Vàng vàng rồi. Rồi bây giờ mình cho ớt vô được rồi đó. Tỏi ớt vô luôn. Khi mà gần bắt xuống là cho tỏi ớt vô được hả không? Nãy chưa, ít đi để sơn cay. Sơn dở, dở ớt. Rồi chẳng lên đây. Rồi gia vị. Hấp dẫn không các bạn? Nhìn màu đẹp quá ha. Rất là đẹp, tùy ngon. Rồi hạt nêm chay. Dạ, gia vị ha. Hạt nêm chay nha. Dạ. Miếng hạt nêm nó mặn các bạn ha, nên mình canh mình cho muối vừa phải. Cái này mình giống như mình kho thịt gà đi, mình thí dụ vậy đó. Mình bỏ cái muối. Dạ. Muối nó mặn lắm, bỏ ít thôi để lát nữa coi cái được hơn, chứ để nó nhiều mặn lấy ra không được. Muối các bạn, để lấy đường phải không? Đường. Đường nữa. Dạ. Ăn chay thao đường lắm. Dạ, phải đường mới ngọt. Mình làm thịt thì mình bớt đường, tại vì thịt có đường nhiều khó ăn. Dạ. Còn ăn chay mình không có cái mùi thịt nó không có tanh, phải bỏ đường hơi ngọt ngọt mới dễ ăn. Dạ. Là xong rồi đó bạn, giờ mình xào cho nó nước nước cái xíu nữa là cho nó phóng như vậy. Dễ không? Dễ, dễ. Cưng làm được không? Con chắc làm được không? Chắc được. Mình thì chỉ có biết nấu mì tôm, nhưng mà ngày xưa thì ở ký túc xá thì có một món cơm chiên học ở mẹ. Con làm được món cơm chiên ngon lắm. Cơm không bỏ đường, bỏ đường cho nó khét. Dạ. Tí muối, rồi cuối cùng bỏ đường thì bỏ vô sau. Bỏ cái hột gà nữa mà. Nhưng mà ngày xưa không có hột gà, chiên xong nha. Chiên xong bỏ miếng đường muối, nhưng mà đường bỏ vô sau. Dạ. Trước nó khét, mẹ bỏ miếng hành nữa là xong. Hành bắt xuống các bạn. Con có một tay không sợ được đây. Vào cái nhiệm vụ này thì mình không có dám nhận sợ khét. Canh cho mẹ ơi, để khét mẹ ơi. Mẹ mới lửa. Dạ. Con làm bằng cái này nè. Con sợ là cái chảo. Mình chuyển qua cái này thử coi. Nó khô rồi các bạn ha, không có miếng nước nào, rất là thơm. Nếu mình muốn ăn nước thì mình cho thêm một miếng nước. Dạ. Nếu mà các bạn không có ăn hành á thì không bỏ ha. Tại có một số người ăn chay là không ăn hành, còn nhà mình thì ăn chiên thịt thôi. Nên là bỏ hành cho nó thơm. Miếng hành cho thơm. Dạ, hoài nè. Bữa nay là món tàu hũ cho ngoại nghe. Bữa nay có ngoại qua chơi. Ngoại thì thích ăn chay các bạn. Ngoại ăn chay tháng 10 ngày rồi hả? Ăn vậy rồi sao có sức khỏe? Lớn tuổi rồi mà. Bữa gì? Không được khỏe đó. Dạ. Rồi con cận vô nữa là thấm nữa là xong. Ngon. Rồi, đây là một món chay kiêng thịt rất là ngon. Giảm cân nha. Rồi con trộn thôi, chắc ra ngoài hết quá. Đây nè. Mà. Bữa lớn lên chứ. Rồi, chuẩn bị nhắc xuống các bạn. Ngon quá à. Dạ. Tàu hủ con nhận làm được nhiều món hay quá ha. Còn nhiều món nữa, từ đây tới hết tháng 7.
Các bạn nhớ hết tháng 7 nhưng mà thỉnh thoảng mình sẽ có món chay, tại vì có bà con mình bây giờ rất là kiêng thịt nên là mình sẽ ngoài tháng 7 mình vẫn có thể món chay cho các bạn nữa. Mẹ cho ra nha. Dạ. Rồi, cho ra gì á? Sống nha, lăn quá. Nhúc nhích. Đó, đã không? Màu đẹp quá hả mẹ? Rất là tươi. Bây giờ mình đem qua nhà ngoại thử để xem ngoại ngoại chắc em hả? Chắc bà em rồi quá, con gái phải làm mà. Mẹ nói con gái của mẹ làm mà không khen sao được. Tí xíu nữa ngoại thưởng thức cái món chay mẹ làm nha. Tí xíu nữa ngoại thưởng thức cái món chay mẹ làm nha. Rồi coi ngon không? Coi con gái với mẹ làm ngon không? Xong rồi bạn. Rồi xong rồi các bạn. Thì dĩa thì đầy rồi mà. Dư thấy không? Mẹ xếp nó ra luôn. Hấp dẫn quá. Quan trọng là cái màu nè, cực kỳ đẹp. À, bây giờ mình bưng qua bàn ha. Dạ, con bưng ạ. Rồi các bạn, di chuyển nha. Dạ, bây giờ con mời bà ngoại thử nha. Để lấy đi đũa cho ngoại nha. Rồi, mẹ lấy cái chén. Rồi các bạn thấy hấp dẫn không? Cái này mình có thể làm để đãi khách cũng được ha. Rất là đơn giản. Còn không thì mình làm ở nhà ăn ha. Ngoại ơi, ăn dùm miếng đi ngoại ơi. Rồi bữa nay nhà ngoại thử nha. Ngoại thử dùm miếng nè ngoại. Ít nè. Dạ một miếng thôi. Dạ. Thử con gái của mẹ khéo không ạ? Con gái của mẹ. Con gái của mẹ. Như bà cha hả? 12 bánh nước à hả? Bây giờ già tới nơi rồi mà còn con gái của mẹ. Mồm quá. Dạ, cảm ơn bà ngoại. Sao có lộ mẹ không? Mẹ hỏi coi lộ bà ngoại khen. Dạ. Rồi ha, rồi con thử nghe. Xem thử đi. Dạ. Mẹ cầm giùm con ha. Rồi con thử nghe. Con con mượn nha. Bóc nha các bạn. Rồi mời các bạn ha. Không có lấy cái đũa bóc luôn. Cái này nó mặn mặn ngọt rất là ngon ha. Có xả nữa, cái này nó mặn không? Con nghĩ là thêm xả nữa thì con thích hơn. Rồi hôm nay thì mình sẽ dừng video ở đây. Muốn ăn xả thì mai mốt mẹ làm xả nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều ha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi tới mẹ thử ha. Hồi nãy mẹ làm không nếm thì vừa lắm đó. Hồi nãy mẹ không nếm luôn hả? Tại vì mẹ làm ít cái nếm á. Dạ. Chứ mẹ nhắm chừng ha. Vô nhắm chừng à. Nên là nhiều bạn hỏi mình gia vị sao thì mình nói ba loại muối, tỏi, đường, nhắm chừng vậy đó. Mình cho vừa khẩu vị ha. Ngoài thử món xả. Chị ăn cơm thế này ha. Hỏi ngoài ngon không, ở lại chơi lâu lâu một chút. Ngon không, ở lại còn làm nữa nhiều món nữa cha. Ngon quá. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại ha.